Anh em thấy quanh bà rồ của anh em. Đấy. Lọ quá anh em ạ. Đây anh em. Vinafarm ha. Đấy. Chớ quanh bà rồ anh em ha. Đấy. Anh thân em thấy không? Đấy. Đấy anh em. Giờ quay được rồi anh em, hồi nãy không quay được anh em. Đấy. Giờ banh cái bô e ra mới dỡ quay anh em. Chớ quanh bà rồ của Nhật anh em ha. Đấy là mình quay cho thực tế cho anh em thấy, còn công ty người ta đã cam kết rồi anh em. Đây. Chớ quanh bà rồ của Nhật ha. Chớ quanh bà rồ ha. Bên sinh con này của Nhật ha. Đấy. Tiết kiệm, siêu tiết kiệm xăng. Vinafarm ha. Vinafarm ha anh em ha. Đọc cho đúng ha anh em ha. Vinafarm 541. Hỗ trợ trợ lực anh em ha. Quá đẻ. Hello anh em. Xin chào anh em. Xin chào tất cả anh em đã đến với kênh video của Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái giới thiệu với anh em một con máy có kết cỏ nha anh em. Nó có thương hiệu là Vinafarm anh em ha. Đây anh em. Đây là có thương hiệu của Vinafarm anh em ha. Vinafarm 541 anh em. Đây, Vinafarm 541 anh em ha. Thì con máy này anh em, thì cái form nó thì nó cũng giống như KV 541, giống như Huane 541 nha anh em. Bây giờ chúng ta khám phá bên trong coi thử cái con máy này nó có đẹp và sắc sảo không nha anh em ha. Anh em lưu ý là con máy này là vẫn dùng là bộ chớ One Pro của Nhật nha anh em. Nó dùng bộ chớ One Pro của Nhật giống như Huane 541, giống như KV 541 anh em ha. Bộ chớ nổi tiếng của Nhật đó là bộ chớ One Pro anh em ha. One Pro VKB IKEA anh em ha. Đây là cái cần đó đây anh em. Thì hôm nay những Quang Thái thì review cho anh em biết về cái sản phẩm này luôn anh em. Cũng có một số anh em hỏi về cái sản phẩm này đó. Thì sản phẩm này cũng đánh rồi anh em. Thì Quang Thái quay cho anh em xem luôn ha. Xem chi tiết bên trong nó và phụ kiện nó là như thế nào anh em ha. Đây là cái cần đó đây anh em. Đây anh em ha. Đây, bắp chuối ha. Bắp chuối 2 OB anh em ha. Nó giống như hu luôn anh em ha. Giống như hu. Ha. Đặc biệt là cái này. Cái cao su này là rất tốt anh em. Đấy. Nó làm đỡ cho khi chúng ta mang vô anh em. Chúng ta mang vô cho người anh em là nó đỡ đau chân anh em ha. Rồi cái lỗ này anh em. Cái lỗ này đúc dây ghe luôn anh em, là cố định trong đây luôn ha. Lỗ này nè. Cái lỗ của cao su này đúc dây ghe cố định luôn. Rồi. Cần 28 anh em ha. Đầu bò thì cũng giống như hu ha, như KV luôn anh em ha. Đấy. Cần đây. Cần đây anh em. Quay lại cái nè. Đây. Vinafarm 541 anh em ha. Đây anh em. Đấy. Hàng này cũng là hàng tầm trung nha anh em. Đấy, thì cái cần này thì nó đơn giản vậy thôi. Những cái chi tiết không có gì để nói nhiều anh em ha. Cần á thì cũng đấy, bây giờ con máy này anh em. Chúng ta cắt con máy ra ha. Đúng cái này khỏi vướng. Đây. Rồi. Chúng ta khui bên trong anh em ha. Cái này nòng 40 ly nha anh em. Máy này nòng 40 ly. Dung tích xi lanh là 41.5cc anh em ha. Đấy. Thì phụ kiện kèm theo là nó như thế này anh em. Một con dao ha. Một con dao của hãng ha. Đây. Một con dao. Đấy. Dao của hãng ha. Để đây. Một cái hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng của công ty anh em ha. Anh em. Phiếu bảo hành ha. Bảo hành 6 tháng giống như hu luôn anh em. Rồi, hướng dẫn sử dụng tiếng Việt. Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt anh em. Đây tiếng Việt ngon ha. Anh em mình có gì thì tham khảo ha. Đây. Dây đeo ha. Dây đeo rất là chắc chắn nha anh em.
Đây là 4 đai anh em ha. Một miếng nhựa đỡ nó bảo vệ cái phần chân mình anh em, khi đeo vô nè cho nó khỏi nóng anh em. Đấy. Một cái bình phe nhiên liệu anh em ha. Mình phe xăng nhớt chung vô đây. Xong rồi mình đỡ mình đổ vô trong trong thùng cho nó trong bình xăng cho nó khỏi nhiều nó hao xăng anh em. Bình đây đỡ mình lường anh em. Để mình lường xăng nhớt anh em. Một phụ tùng ha. Vinafan. Vinafan anh em ha. Đây. Phụ kiện nó kèm theo ở đây là đầu dạng buri, bằng dao, cà lơ, mát, ốc anh em. Thì phụ kiện cũng giống như mấy con cái cỏ bình thường vậy anh em. Nó cũng không có gì lục giác, nó cũng không có gì mà đỡ nói nhiều ha. Cái này thì phụ kiện nó như mấy nào nó cũng vậy. Rồi. Một máng chống cỏ anh em ha. Đấy. Dự dán ECHU luôn, ECKV luôn. Rồi, đây lá trái ha, đây lá trái bên đây. Đấy, đây lá trái nè. Nhôm rất là dày nè nè. Anh em ha, dày khiếp ha. Một quan sát ha, dày ha. Đây, đây tay lá phải đây. Tay lá phải này anh em, tay lá trái, tay lá phải đây. Nhôm rất là dày, rất cứng nha. Nó dày rất lợi thế anh em, khi mình lái anh em, mình mà bẻ quay lại là nó đảm bảo anh em ha, bền, tuổi thọ cao. Đấy, rồi nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đây anh em. Đây, bả thùng cho nó gọn đi hết rồi. Đây nhân vật chính đây anh em, Vinafarm ha, 541. Đây, mở bì đây anh em. Đấy. Đấy, Vinafarm 541. Nó cam kết trên đây là anh em thấy trên đây không? Đây. Bình xăng con Nhật. Siêu tiết kiệm xăng ha. Đây, thương hiệu của bình xăng con nổi tiếng này, huyền thoại này. Đấy, One Pro này anh em ha. Nó dùng chung bộ chế nó dưới Huane luôn nha anh em. Huane 541. Đấy. KV đó, nói chung là cái này là bộ chế One Pro này là rất là dùng rất là nhiều của hãng nổi tiếng Mitsubishi. Nói chung là thương hiệu của cái bộ chế One Pro này là rất là nổi tiếng. Anh em mà dùng cái cỏ rồi thì quá hiểu về cái thương hiệu của bộ chế này anh em ha. Đấy, chiều dáng rất là chiều dáng 541 rất là mượt ha. Rồi đặc biệt cái con máy này nữa, nó hơn những con máy khác. Nó hơn kẻ hưu luôn, hơn kẻ KV luôn, là bởi vì nó đã được cải tiến một cái ổ giật trợ lực anh em ha, hay là so trợ lực giật, chỉ còn giật nhẹ luôn, mấy đứa nhỏ mà cỡ 8 tuổi 10 tuổi giật cũng nổ luôn anh em ha. Cái này là Quang Thái lì review thì không có đổ xăng test, đổ hôm khác thì Quang Thái test bán cho khách thì Quang Thái test luôn, test cho khách thì Quang Thái thí nghiệm về cái cách khởi động của cái ổ giật trợ lực này anh em ha. Ổ giật nó là trợ lực giống như cái thằng Meruyama mà hôm bữa trước Quang Thái có quay đó. Đấy, giật rất là nhẹ. Nói chung là mấy đứa nhỏ mà cỡ 8 tuổi 10 tuổi là giật nó vẫn nổ. Rút nhẹ lên là nổ anh em. Rất là nhẹ. Rất là ưu thế về cái ổ giật này ha. Phụ nữ này. Hoặc là mấy nhỏ thì không cho dùng rồi, nhưng mà ý mình ví dụ thôi. Mình ví dụ là cái độ mượt mà của nó, cái độ nhẹ của nó là mấy đứa nhỏ giật được, nhưng mà mấy cái đồ này thì không cho mấy đứa nhỏ đụng ha, nguy hiểm ha. Mà ví như là mấy chị em phụ nữ á, mà tay đồ yếu á, là giật nó vẫn nổ bình thường ha, không cần mấy anh ha. Còn mấy anh thì đơn giản rồi, nhẹ là nó đã nổ rồi, lên tới đây nó đã nổ rồi ha. Đấy là ưu thế của con máy này á, là vượt trội hơn mấy máy khác á, là ổ giật trợ lực anh em ha. Rồi đây là mình nói về cái mặt trước của nó ha. Rồi cái này là bôi gió anh em ha. Bôi gió thì nó cũng giống như hù giống như thằng KV thôi, thì xài chung ha, nó là xài chung. Đây lọc gió đây, nó xài chung luôn, nó xài chung với hù với KV luôn. Đấy,
Tiền ly ha, ly ghe, bình xăng. Thì mấy cái này thì nó còn đây, quanh mà đồ đây anh em. Đấy, quanh mà đồ đây, anh soi thấy không em? Đấy, thấy thì quanh rồi. Đó, cam kết luôn anh em, không bao giờ mà nói điêu đâu nha anh em. Chỗ đây nè em, qua chỗ đây nè. Camera mình nè, camera bên đây mà quay bên đây nhé. Quay vô đây. Đấy, anh em thấy chỗ đây không? Nhưng mà quay thì có khả năng là nó hơi mờ, nhưng mà cam kết 100% là chớ quay bờ đồ anh em ha. Em cứ quay lên lát mình. Quay đi. Đó. Để tăng thêm ánh sáng xíu nha anh em. Tăng thêm ánh sáng xíu thử để thấy không? Chớ quên mà rồ này. Đấy, anh em thấy không? Anh em thấy chữ quên mà rồ không? Đấy, mình bán hàng nào là nói hàng đó, thứ nhất là review là nói phải chuẩn anh em. Anh em yên tâm ha. Đấy. 100% là quên mà rồ anh em ha. Dùng bằng cái uy tín mình đỡ mình nói về vấn đề, mình nói là phải chuẩn 100% anh em ha, không bao giờ nói hai lời ha. Anh em yên tâm ha. Chắc chắn là bộ chế quanh bờ ha. Đấy. Đấy thì cũng như anh em review rồi thì anh em chắc cũng rõ về vấn đề rồi. Đấy. Đây là model 541 nè ha. Rồi bộ con anh em ha, bộ con có mã số này. Đấy. Con đây là xài chung với 143 541 của Hu luôn anh em ha. Đấy. Đồng rất là nhiều. Mới vuốt mới bị lủng tay rồi anh em ơi. Đồng trong con rất là nhiều, là chứng tỏ là con chất lượng ha. Nó có đồng là cái độ hao mòn nó thấp anh em ha. Đấy, lủng tay rồi mình từ từ gửi sau anh em ha. Đấy, đây là con xài chung giữa Hu 5113. Con có đặc biệt là con có mã số này là đồng rất là nhiều. Đấy, đây thì bô lửa, bô thì cũng có gì để mình nói ha. Đấy, đây là mặt trước này, đặc biệt của con máy này là nó cải tiến dùng ổ giật trợ lực. Đấy, vượt trội ha. Rồi bình xăng ha, bình xăng thì cũng bình thường, được cái đó bằng kim loại ha, đó là kim loại đỡ hao mòn này. Đấy, nhựa rất là chắc chắn anh em ơi. Đấy, rất là dày, rất chắc chắn anh em ơi. Rồi đây là tay ghe công tắc ha, top này, stop và tắt này, hoặc xuống là nhịp nổ này, khóa tay ghe này, đấy, khóa ghe luôn này anh em, ấm nhẹ ha, đấy, rất là lóc rồi sáng lắm anh em ơi, lóc rồi đẹp, rồi, thì giờ cũng kết thúc video rồi, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Anh em ha. Rồi hôm nào đó Quang Thái rảnh thì Quang Thái sẽ test nổ để coi cái độ êm của nó. Con này đặc biệt chạy rất là lợi xăng anh em ha. Đó, vòng tua rất là cao. Vòng tua nó nằm ở tầm, nó phải, nếu mà không tải nó là khoảng tầm 12.000 vòng anh em. Còn vô tải nó là 8.000 mấy anh em. Vô tải 8.000 mấy. Đấy. Con này chạy rất là mượt. Tua máy cao. Đấy. Thôi tạm biệt anh em, giờ cũng kết thúc clip rồi. Tạm biệt anh em nhé, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye, hẹn gặp lại anh em.